Mến chào cô chú, anh chị, các bạn đã quay lại kênh Yêu Thích Ẩm Thực của Thúy. Mến chúc các bạn ngày mới luôn vui tươi, an lành và hạnh phúc. Với bất kỳ thời tiết như thế nào thì tô canh chua nóng hổi, thanh mát cũng luôn kích thích vị giác, giúp bữa cơm gia đình thêm ngon miệng hơn. Canh chua cá hầu như xuất hiện tại bữa ăn của mỗi gia đình Việt. Cách nấu canh chua của mỗi gia đình luôn có chút khác nhau. Để nấu được món canh chua cá lóc vừa vị, rau củ thì vừa chín tới, giữ được màu sắc và giữ được độ ngọt, giòn, mềm, săn chắc của cá mà không bị tanh. Mình chỉ cần bỏ túi vài lưu ý nhỏ sẽ dễ dàng cho ra tô canh chua hấp dẫn mà ai cũng mê, kể cả những cô nàng vụng về cũng dễ dàng thành công nếu xem hết video này. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau vào bếp để nấu món canh chua cá lóc cùng với Thúy nha! Nguyên liệu để nấu canh chua cá lóc là Thúy có 800g cá lóc. Cá lóc này Thúy mua nguyên con ở ngoài chợ rồi nhờ người ta làm luôn. Thúy nấu với 100g giá, 1/2 trái thơm, 2 trái cà chua. Còn bạc hà là khoảng 60g Thúy cắt ở trong vườn nhà mình á, 100g đậu bắp, 4 trái tắc, ớt và ngò ôm dùng để nêm cho nó thơm. Thúy có một ít tỏi băm và một ít hành tím. Nguyên liệu đã chuẩn bị hết rồi, bây giờ mình bắt đầu nấu canh ha các bạn. Bây giờ thì Thúy sẽ đi sơ chế cá lóc. Cá lóc này Thúy mua ở ngoài người ta đã làm sẵn cho Thúy. Thúy đem về, Thúy lấy hết cái phần máu tanh trong cá, sau đó rửa lại với muối và chanh pha loãng. Giờ thì Thúy sẽ ướp cá, Thúy cho vào đây là một muỗng cà phê hạt nêm. Thúy ướp thêm vào cá là một muỗng cà phê tỏi băm, một muỗng cà phê nước mắm. Sau đó trộn đều lên và mình sẽ ướp cá trong khoảng là 15 phút. Nhiều gia đình khi nấu canh chua sẽ dùng nhiều vị chua khác nhau như là cơm mẻ, chanh, tắc, xoài, me, trái bần, trái sấu. Nhưng mà riêng Thúy thì Thúy thích dùng vị chua từ trái tắc, bởi vì trái tắc nấu canh chua nó cho ra tô canh chua rất là thơm. Tắt vắt xong rồi thì Thúy sẽ dùng muỗng để vớt bỏ cái phần hột. Tiếp theo là Thúy đi cắt cà chua. Cà chua Thúy cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn. Thúy loại bỏ hết phần hột trong cà chua, bởi vì hột cà chua ăn không có tốt cho sức khỏe. Ngò ôm cắt khúc, ớt cũng thái mỏng. Nguyên liệu đã thái xong rồi thì Thúy sẽ cho một cái chảo lên bếp và cho dầu ăn vào. Khi dầu nóng già, Thúy cho hết cái phần tỏi băm vào phi vàng. Khi tỏi phi vàng thơm hết rồi thì Thúy sẽ vớt hết ra một cái chén nhỏ. Dầu trong chảo lúc nãy thì Thúy sẽ bật bếp lại và cho cá vào mình chiên sơ qua. Cá mình chỉ cần chiên sơ qua, không cần chiên kỹ. Với cách làm này thì cá khi nấu canh sẽ bớt được cái mùi tanh, còn giúp khứa cá nó cứng hơn, không bị vỡ ra trong khi mình nấu canh. Thúy cho khoảng 1 lít nước vào nồi, sau đó thêm vào nửa muỗng canh muối, nửa muỗng canh đường phèn. Thúy dùng đường phèn nấu canh để cho nó có vị ngọt thanh. Cho vào nửa muỗng canh nước mắm, sau đó đun nước sôi lên. Rồi mình sẽ bật bếp lên, khi thấy nước trong nồi sôi lăn tăn thì Thúy sẽ cho cá vào, sau đó Thúy sẽ luộc cá trong khoảng 5 phút. Nước trong nồi có bọt thì mình sẽ dùng muỗng để vớt bọt ra. Cá rất là nhanh chín, khi cá chín rồi thì Thúy sẽ dùng vợt để vớt hết cá ra đĩa. Tiếp đến thì Thúy sẽ cho cà chua, thơm, đậu bắp vào nồi. Những nguyên liệu này lâu chín hơn nên Thúy sẽ cho vào nồi trước. Rồi Thúy sẽ nêm thêm vào nồi là một muỗng canh đường phèn, một muỗng canh nước mắm, hai muỗng canh nước cốt tắc, đợi cho canh nó sôi lên thì mình sẽ cho thêm bạc hà và giá vào.
Đợi cho nồi canh sôi lại một lần nữa thì Thúy sẽ cho hết cái phần cá luộc lúc nãy vào nồi canh. Rồi mình cho ngò ôm và ớt vào luôn. Rắc một ít tỏi phi lên phía trên nữa. Nhìn hấp dẫn quá cả nhà ơi. Mùi thơm của ngò ôm bốc ra từ nồi canh làm cho mình đói bụng rồi nè. Công đoạn tiếp theo thì Thúy sẽ đi phi hành. Hành phi vàng thơm Thúy cho ra chén. Xong rồi Thúy múc canh ra tô. Sau đó nêm thêm lên phía trên tô là vài miếng ớt, vài cọng ngò ôm, một ít tỏi phi và một ít hành phi. Canh chua cá lóc không kén thời tiết, ăn lúc nào cũng thích hợp. Canh chua nấu xong rồi, mời các bạn thưởng thức thôi. Thịt cá thì trắng không bở, cá vẫn còn nguyên khứa, ăn kèm với nước mắm thì ngon tuyệt. Đến đây thì Thúy xin kết thúc video. Thúy cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và theo dõi video của Thúy. Nếu các bạn thích video của mình thì hãy cho mình một nút like, một nút đăng ký để có thể tiếp tục theo dõi những video mới hơn của mình nha. Chúc các bạn ngon miệng và thành công với món canh chua cá lóc này nha. Còn bây giờ Thúy xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.